đó, cho nên ba của cô ấy mới thấy vậy á. Giàu thì cũng không giàu đâu, không, nhưng mà giống như có nhiều là đưa cho em hết. Chồng em được cái là rất là chịu chơi, chịu chi, tiền cũng không có nhiều nhưng mà rất là chịu chi. Cái lúc mà đám cưới là cho em đi Maldives để chụp hình cưới luôn. Quá sang luôn. Lần đầu tiên của hai đứa là trong chuyến du lịch. Là lúc đó ở nhà em chứ, là từ lúc mà chia tay cái người đầu tiên á là tới đó chắc cũng 2 năm rồi, em không có chuyện đó dài hết. Nên cũng tự nhiên cái anh này tới cũng làm mình hơi khó chịu. Nói chuyện trên mạng mấy tháng thôi chứ chưa gặp. Hiểu rồi. Vậy là bao lâu thì tụi em mới chính thức là dọn về ở sống chung với nhau? Em làm spa thì cũng có thuê nhà ở riêng, chắc cũng được vài tháng là ở chung luôn. Thì cái lúc đó em thường hay lui tới, tại vì có ở chung với mấy người anh chị rồi nữa, qua đó rồi ăn nhậu hàng ngày á, nhậu qua nhậu lại rồi xong rồi hai người nhậu luôn. Coi như là sau đó thì ba là đồng ý rồi, còn về phía gia đình em là ok hết. Đúng rồi, nguyên gia đình em thì nói chung là em thích ở đâu thì chọn ở đó, miễn sao mình thấy vui hạnh phúc là được. Tụi em làm đám cưới với nhau bao lâu rồi? Được 10 tháng rồi. Vậy thì giờ nè, trong 10 tháng qua em có phát hiện cái tật xấu gì lòi ra ở cái ông chồng này không? Có, nói nhiều. Trời ơi, nói nhiều hả? Đây ông run rẩy mà ông nói nhiều hả? Nhiều. Nói chung là cũng do em, tính em thì không có gọn gàng này kia nên ông hay nói, ông hay lải nhải. Lèm bèm nữa. Đúng rồi, lèm bèm. Ví dụ em múc gì em cũng hay làm đổ á. Cái là ông chửi, ông nói hoài à. Nói mà giống như cái ông hay là nói cứ trong họng á, có, lèm bèm. Có, ông cũng nạt á. Nhưng mà cái tính là mình là vậy rồi, sao mình thay đổi được. Lèm bèm được không? Hơi nóng tính. Mời hai em giới thiệu về mình. Chào anh Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Khách Thế và em năm nay 30 tuổi. Hiện tại em đang kinh doanh online và tư vấn nhà đất. Chào anh Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên là Hoàng Kim Xuân. Em hiện đang kinh doanh spa và bán mỹ phẩm. Trời ơi, em bé này có hai cái đồng điếu dễ thương quá. Em Xuân là bao nhiêu tuổi? Dạ, 25 tuổi. Anh Thuận rất muốn biết lần đầu tiên hai bạn gặp nhau ở đâu và lần đầu tiên ai để ý ai trước. Tụi em là chơi chung với nhau từ một cái nhóm bạn, lúc đó bạn ấy có người yêu rồi, em cũng đã có người yêu luôn rồi, nhưng mà đi chơi chung với nhau là chơi với nhau được tầm 4 năm thì bạn ấy chia tay người yêu, em cũng chia tay luôn, bắt đầu hai người mới đi chơi cùng rồi tự nhiên hai người thích nhau luôn. Nhưng mà chị hỏi nè, cái thời gian mà hai đứa chia tay người yêu á, rồi xong rồi em có tâm sự với bạn này, rồi bạn này có tâm sự với bạn kia không? Dạ, cũng không có tâm sự. Tại lúc đó em cũng có người yêu khác nữa. Vậy hả? Tại vì Kim Xuân xinh mà. Rồi lúc đó chắc có lẽ là anh này đơn phương em này đúng không? Dạ. Dạ, nói chung là cũng thích nhẹ. Thích nhẹ. Là người thứ nhì là bao lâu thì tụi em chia tay? Cũng mấy tháng rồi, tại vì hồi xưa em chọn một người phải, nói chung là sự nghiệp này nọ phải chắc ăn. Đúng rồi, phải chắc ăn. Tại vì mình thấy mình cũng xứng đáng được vậy, nhưng mà sao mình gặp được cái người đó nhưng mà mình không có thích. Em biết và em biết được rõ cái mối quan hệ của vợ em với cái người đó luôn. Đúng. Thành ra là em cứ âm thầm đeo đuổi đúng không? Dạ. Rồi bao lâu thì em mới chinh phục được cô gái này? 3-4 tháng gì đó. Sau khi mà em chia tay với cái bạn thứ nhì rồi đúng không? Dạ. Nghĩ như là quen qua đường thôi, không nghĩ là tới với người này. Tức là nghĩ là quen qua đường bạn này thôi. Ai dè tại sao lại thương đậm sâu như vậy? Thực ra thì lúc đó em gặp khó khăn trong công việc. Thì anh này đã đứng ra giúp đỡ em một số tiền cũng mấy trăm triệu. Mà giờ mình bỏ người này vậy thì mình hổ không làm được. Coi như nợ ân tình đó. Bây giờ cái nợ đó em đã trả hết chưa? Chưa. Giờ trả hết cuộc đời của tôi cho anh rồi đó. Chị hỏi nè, cái lúc mà em đưa tiền cho bạn này mượn á, em thực sự thương cảm cái hoàn cảnh của bạn này hay là em một công đôi chuyện? Thật sự thì em không có nghĩ nhiều, em thương rồi em thấy đang bị cái công việc như vậy á, thì nói chung là em hết lòng giúp thôi. Còn cái chuyện mà bạn ấy có thương mình hay không hay sau này có trả cho mình không, mình không quan trọng là có đền đáp gì không. Rồi đến lúc nào thì em cảm nhận là bạn ấy yêu em? Sau một thời gian dồn hết tâm huyết để mình giúp cô ấy để lấy lại những cái gì mà cô ấy mất mát á, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà và sau đó có nghĩa là hai đứa yêu nhau. Và cái tình yêu nó có trơn tru không hay là nó gặp nhiều cái sự cố? Ba của em không có đồng ý. Nhưng mà rồi cuối cùng em thuyết phục sao mà ba thích? Dạ thì giống ba như đồng ý. Từ từ thì đó ba thấy ảnh giúp
đỡ này nọ, rồi ba cũng thấy được là người ta ta tốt với con mình. Nhưng mà lúc đó em làm gì mà em giàu quá vậy, em cứ mang được cổ bán nhà đất giống như lúc đó là có chiếc xe hơi rồi bán chiếc xe hơi đó. Cũng vì cái điều đó cho nên ba của cô ấy mới thấy vậy á. Giàu thì cũng không giàu đâu, không nhưng mà giống như có nhiều là đưa cho em hết. Chồng em được cái là rất là chịu chơi, chịu chi, tiền cũng không có nhiều nhưng mà rất là chịu chi. Cái lúc mà đám cưới là cho em đi Maldives để chụp hình cưới luôn. Quá sang luôn. Lần đầu tiên của hai đứa là trong chuyến du lịch. Là lúc đó ở nhà em chứ, là từ lúc mà chia tay cái người đầu tiên á là tới đó chắc cũng 2 năm rồi, em không có chuyện đó dài hết. Nên cũng tự nhiên cái anh này tới cũng làm mình hơi khó chịu. Nói chuyện trên mạng mấy tháng thôi chứ chưa gặp. Hiểu rồi. Dạ. Vậy là bao lâu thì tụi em mới chính thức là dọn về ở sống chung với nhau? Em làm spa thì cũng có thuê nhà ở riêng, chắc cũng được vài tháng là ở chung luôn. Thì cái lúc đó em thường hay lui tới, tại vì có ở chung với mấy người anh chị rồi nữa, qua đó rồi ăn nhậu hàng ngày á, nhậu qua nhậu lại rồi xong rồi hai người nhậu luôn. Coi như là sau đó thì ba là đồng ý rồi, còn về phía gia đình em là ok hết. Đúng rồi, nguyên gia đình em thì nói chung là em thích ở đâu thì chọn ở đó, miễn sao mình thấy vui hạnh phúc là được. Tụi em làm đám cưới với nhau bao lâu rồi? Được 10 tháng rồi. Vậy thì giờ nè, trong 10 tháng qua em có phát hiện cái tật xấu gì lòi ra ở cái ông chồng này không? Có, nói nhiều. Trời ơi, nói nhiều hả? Đây ông run rẩy mà ông nói nhiều hả? Nhiều. Nói chung là cũng do em, tính em thì không có gọn gàng này kia nên ông hay nói, ông hay lải nhải. Lèm bèm nữa. Đúng rồi, lèm bèm. Ví dụ em múc gì em cũng hay làm đổ á. Cái là ông chửi, ông nói hoài à. Nói mà giống như cái ông hay là nói cứ trong họng á, có lèm bèm. Có, ông cũng nạt á. Nhưng mà cái tính là mình là vậy rồi, sao mình thay đổi được. Lèm bèm được không? Hơi nóng tính. Có bao giờ mà nạt em hay lớn tiếng với em mà em khóc rấm rứt không? Nạt thôi rồi xong em nạt lại. Không biết mèo nào cắn miểu nào. Sao nữa nạt rồi còn ham gì nữa không? Dạ ghen. Vừa em đi đâu ra đường mặc đồ hở không? Dạ là ổng hay gì dòm, bảo không, ổng không cho bằng vậy. Mà giống như mình mặc cái áo cũng bình thường à, ai đâu giống như nhìn vô giống ổng đâu. Đâu, như là nhìn, ví dụ mà nhìn thẳng như vậy là sẽ không thấy ai mà nhìn vậy đâu. Ông ra chỉ ông, có, đúng rồi, ông dòm vô sao thấy. Đúng rồi, ông dòm vô vậy ta thấy hết. Đúng sao, rồi, nếu mà ai đâu đút cái đầu vô giống ổng đâu. Ê, nhìn khòm. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi để tôi nói đó. Chuyện tôi nhìn lên thì nghe. Ông kia. Dạ, vậy đó. Có hay ham nhậu không? Có hay tụ tập bạn bè không? Lâu lâu mới đi thôi chứ không có đi quả. Tức là hồi đó là nãy mới kể đó là về mua đi là phải có em nhà. Thì đi chứ không có không có nhậu là, ý là giờ không có vợ không có ghiền đúng không? Dạ, không có ghiền. Không có rượu chè cờ bạc trai gái đồ. Dạ, đúng vậy là tốt quá rồi. Thì tại em quen cũng 2 năm á, để giống như mình nhìn coi có cái tật xấu gì không. Tại vì hồi đó cũng kinh nghiệm mình quen người trước mình ra đúng rồi. Đúng trời rồi. Ơi nhiều ông về ở với nhau mới lộ tật xấu không, mà đi nhậu mà vì... có hai người đi đỡ lắm nghe. Dạ. Có gì em chở. Dạ, đúng không? Đúng còn rồi. Không nhậu về hay bị té xe lắm á. Té hoài luôn anh. Cái lần đó đi nhậu mà té 3 lần luôn. Về cái xe là nát bấy luôn. Có nghĩa là đi trên đường sao? Mà té 3 lần. Đúng rồi, té xong rồi dắt xe lên chạy tiếp. Té cũng... tới 3 lần là dữ lắm á. Dạ. Tại vì ảnh kiểu ảnh hay ngại ngùng á, ngại từ chối lắm. Ai mời là ảnh cũng uống đó phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ sau khi mà lấy anh này rồi thì em mới thấy là ảnh có đầy đủ những cái yêu cầu mà giống như là hồi đó em suy nghĩ không? Có nghĩa là cái yêu cầu của em cao á. Dạ. Thì em thấy là anh thì có đúng thấy, yêu cầu của mình chưa? Dạ cũng đủ. Em có thể độc lập kinh tế thì em chỉ cần cái người đàn ông là chỉ cần ngoan thôi, chứ cũng không có cần phải kiếm quá nhiều tiền cho mình. Tại vì tiền mình có thể kiếm được. Hay quá. Dạ đúng rồi, chứ đúng mình lấy cái người chồng giàu quá thì cái người đó sẽ hay đi chơi hoặc là đi ra đường suốt ngày. Đúng rồi, thì cái đó mình không yên tâm. Rồi tới bạn này nè, kể tật xấu của vợ em ra chắc hết tập luôn. Vậy nhiều lắm chị ơi. Ở nhà hiện tại giống như em là đi chợ nấu ăn, nấu cơm, giặt đồ, nói chung là em làm tất cả hết. Vợ em là không làm gì, chỉ có việc làm kiếm tiền thôi. Mà bừa bộn đó, nói chung là đụng cái nào là giục cái đó, đụng cái nào giục cái đó, đội cái nón bảo hiểm trên đầu thôi.
đi về tới nhà là bắt đầu bên vô trong nhà đó là giục ở đó cái khẩu trang, giục một cái áo, giục một cái, giục tùm lum, không có nhớ gì hết đó. Là ai là người đi nhặt? Em là cái người dọn hết. Lý giải luôn là bởi vì nó lèm bèm là đúng rồi đó. Nhắc hoài cuối cùng cũng vậy, không thay đổi. Nhưng mà có bao giờ mà nhắc mà nó nổi mà hai đứa gây lộn nhau luôn? Cũng có, nói chung là mình bực quá thì mình nói, mà nói thì cô này rất là ngang, mình nói một tiếng là cô này đốt lại liền, giống như ở nhà cô ấy làm chồng vậy đó. Em giống như là làm một nàng vợ. Dạ, giống như một nàng vợ, nàng dâu hiếu thảo á, một chàng vợ đó. Dạ. Rồi, rồi cái gì nữa? Cái chai nước tẩy trang của cái bạn này này, cái nắp á mà đậy lại là ngày đó là ngày tặng thế, mở ra một cái tẩy trang là để vậy luôn á, có khi nó đổ nó rớt xuống dưới giường anh, nó ướt. Có khi nào em cố tình em để gì để cho ổng đậy không vậy? Dạ, không, em không có nhớ. Không nhớ. Dạ. Một cái gì hết, làm cái gì cũng vậy á, hậu đậu lắm, giống như ngồi trong một cái bàn ăn chị coi từ đầu tới đuôi cũng phải rớt, rớt đổ hoặc là rớt bể luôn. Đổ ăn là rớt, cơm là phải đổ, đổ rồi phải rớt xuống. Đúng rồi. Có lụm lên ăn không? Cũng có luôn, có nhiều khi rớt á, nhìn thấy cái đó ngon quá tiếc lụm ăn luôn, nhìn qua lại coi có ai không. Vậy đó. Anh gặp hoài à. Dạ, còn dạ. Thật xấu gì nữa nè? Đang đi ở ngoài đường á, xoay qua xoay lại cái bắt thò tay giỡn cái gì á, đang ở ngoài đường đông lắm, bà cứ nghĩa là bà thích lúc nào là bà bóc lúc đó, bà thích lúc nào là bà chụp lúc đó. Chụp. Dạ, sự như đang rất là mình nặng nha, mình nặng. Còn có sở thích gì mà nó? Em đang ngủ tối thì mặc một cái quần đùi, sáng ngủ dậy cái quần đâu mất tiêu luôn, thấy bỏ tuột luôn. Trời ơi, những cái sở thích bà chơi vậy đó. Bà là lạ lùng. Dạ. Không, mà con vợ có chồng thích... á, vậy mới vui. Nằm cái nhiều khi bác kêu dở nắp lên, bác dúi vô cái nắp, bác ngửi cái mà mình thì lúc kia cũng nhột quá, mình khó chịu mà cứ dúi. Nói là phải làm nha, không làm là bắt đầu bả giận. Vậy đó, phải dở nắp dơ lên. Dạ. Một ngày bả dúi vô nắp mấy lần? Bả dúi nhiều lắm rồi bả bóc hốt, bả làm tùm lum hết trơn. Tội nghiệp em quá, tự nhiên kể cái ra anh thấy cái đời chồng của em chung kiên quá. Vợ chồng quen nhau mà em nghĩ không có mấy đó không có vui đâu. Đúng rồi, cái thú vị đó. Tại vì tranh thủ chưa có con á thì cứ là hưởng thụ cái những cái cảm xúc, những cái mà dễ thương vui vẻ đó. Nhưng mà rồi có ghen không nè, cô gái này có ghen không? Dạ ghen. Nhận luôn. Ông này hay ga lăng lắm. Mà ga lăng với gái nữa. Em không thích. Ông không cần ga lăng với ai á, cần ga lăng với tôi được rồi. Giống như là đi chơi quy một cái đám bạn vô đứng thì em thấy mấy bạn kia không có khui bia cho cái bạn gái đó thì em mới khui bia thôi. Em rót qua một cái là bắt đầu bả giận quá trời giận luôn, rồi bắt đầu gây lộn luôn. Gây lộn tại đám tiệc luôn. Là bả giận lúc đó nhưng mà xong rồi về nhà. Về mới nói, đó, về mới nói thôi chứ không có làm khui bia thôi đó. Không lấy ngay chai bia của em đưa nhỏ đó nữa. Đó, có nghĩa là quy một cái đám bạn không ai lấy chai bia cho hết cho nên em phải vậy, bia em rót vô thôi. Có người khác hoặc là có cái người khác người ta quan tâm, làm vậy vô tình cái người kia hiểu lầm phải không? Dạ đúng rồi đó, ngộ nhận chứ đúng rồi, ngộ nhận nó đẹp quá như... mà người ta ngộ nhận đúng rồi để tại sao đúng rồi đó. Rồi em mong muốn chồng em thay đổi cái gì trong tất cả những cái tính mà nãy giờ em kể ra? Tưởng nói nhiều, em ghét nói nhiều, không có lèm bèm phải không? Nó nhảy hoặc là nói một lần rồi thôi. Như nhiều lần ổng nói vậy á, cái em nói sao vậy sao đó, ông không kiếm vợ nào giỏi ông lấy. Lấy tôi chi vợ, về em nói nhiều quá. Còn ngược lại bạn này muốn thay đổi gì? Em thì em muốn vợ em thay đổi, nói chung làm cái gì cũng phải trầm tính xíu. Nói chung là nếu mà chồng nói cái gì á thì mình nhỏ nhẹ nói, em nói cái là bạn ấy hay quạo quọ rồi nóng tính lắm, nói chung nghĩa là không có lắng nghe. Dạ, mà đúng rồi. Cãi lại trong cái cuộc cãi vã là bạn ấy phải là cái người thắng, còn không thắng một là la bùm lên, hai còn ôm mặt khóc, khóc quá gì khóc mà khóc tức tưởi cái dạng vậy đó, cho nên là mình trở thành người có tội. Dạ đúng rồi, trong khi đó mình là cái người đúng không phải là sai, cãi vã cỡ nào em luôn là người nhận cái sai thì bạn ấy mới chịu. Thật ra cái hành động của em như vậy là rất là đàn ông. Em biết sao không, thực ra là vậy nè. Dạ. Tại vì bạn này bạn đang ở đúng cái lứa tuổi đó, cái lứa tuổi của mấy cô gái mà còn đang gọi là chưa có định hình á. Yeah. Của một cái người vợ và người mẹ, nhất là hai đứa mới lấy nhau có 10 tháng thôi. Yeah. Là năm mà cọ sát về hai cái tính cách khác nhau. Yeah. Của hai cái cá thể khác nhau á. Yeah. Rồi về chung một nhà, thành ra là bây giờ là bạn phải lòi hết tất cả những cái tánh xấu của bạn ra, những cái gọi là cái tôi đó, cái tôi. Yeah. Của mỗi người ra. Khi mà qua năm tới đi, ví dụ như có em bé. Yeah. Thì hai đứa sẽ dung hòa cái tính cách lại. Nãy tại sao chị hỏi em cái là em đã tìm được đúng cái người đàn ông của mình chưa? Thì em đã xác định là em tìm đúng rồi. Mà cuộc đời của một người phụ nữ mà tìm đúng được cái người mà mình mong muốn á, không phải ai cũng làm được.
Đó, cho nên khi mà mình đã có được cái điều đó rồi thì mình phải giữ. Đúng không nè? Còn bạn á, thì tại vì bạn hơn bạn này tới 5 tuổi lận, thì bạn sẽ từ từ bạn hướng dẫn, bạn gò cái bạn kia lại. Cái mà trò mà đáng yêu như thế thì chị nghĩ là hai đứa ở nhà thì cứ thoải mái đi, chỉ có điều ra đường khéo khéo xíu thôi. Đừng cho người ta thấy sợ bạn này quê. Một cái là lên mạng, một cái là nổi tiếng rồi. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.